Xin chào mọi người, sau một thời gian phát sóng phần thứ 4 của bộ phim Tây Hành Kỳ đã đến tập cuối. Không để mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta đi vào nội dung chính thôi nào. Sau khi giải cứu Đường Tam Tạng, đẩy lui Cổ Long về sau, Ngọ Tuyết không quên nhắc nhở sư phụ nên tự chăm sóc tốt bản thân mình. Dặn dò xong, hắn liền biến thành bộ dạng siêu dày giảm, thân hình biến trở lại dạng bản thể, màu sắc giờ đây cũng đã thay đổi thành rồng hoàng kim. Sau đó lao tới tấn công Cổ Long. Cổ Long vừa bỏ chạy vừa tung chiêu ngăn cản. Ngọ Tuyết một đường lao tới, dùng thân thể ôm lão ta lại một chỗ, ngăn cản không cho hành động. Tiểu Vũ nhìn thấy cảnh tượng này cũng ngạc nhiên, chuyện trước mắt này hoàn toàn chưa từng xuất hiện trong giấc mộng của nàng. Cổ Long cố gắng dãy ruột thoát ra, Đường Tam Tạng khuyên hắn mau chạy đi, đừng có miễn cưỡng. Tuy nhiên, Ngọ Tuyết lại không thể nghe lời, hắn lên tiếng xin lỗi vì những chuyện lúc trước làm với ông. Lời nói đã xong, ý cũng truyền đạt, hắn liền ôm theo Cổ Long nhảy xuống vực sâu. Dưới đáy vực sâu không ai có thể quay đầu, dù coi chết thì cũng phải kéo theo lão Tam. Chứng kiến cảnh tượng này, Đường Tam Tạng đứng chết lặng mấy giây. Ông không nỡ đành lòng nhìn đồ đệ của mình cứ như vậy ra đi, cho nên lập tức nhảy theo định mạng theo Ngọ Tuyết lên. Chư Bát Giới và Sa Ngộ Tĩnh cũng nhanh chóng lao xuống theo sư phụ, suýt nữa là giữ được người vậy nhưng vẫn chậm một bước. Vì tình nghĩa thầy trò, bọn họ không ngần ngại hy sinh vì nhau, chẳng biết là nên ca ngợi hay nên cảm thán đáng tiếc đây. Bạch Lang cũng định nhảy xuống, Tiểu Vũ nhanh chóng khuyên ngăn. Nếu như đi theo bọn họ, vậy thì chỉ còn nàng đơn độc chiến đấu với đám yêu quái. Như vậy thì nàng sớm muộn cũng bị bọn chúng luộc thịt mà thôi. Bạch Lang nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, phải nghĩ cho toàn cuộc vậy nhưng còn chưa kịp chạy tới giải cứu Tiểu Vũ thì đã bị một tên yêu quái đập đầu làm cho bất tỉnh. Như vậy là chỉ còn một mình Tiểu Vũ đang cố gắng dãy ruộng nữa mà thôi. Cùng lúc này tại Thiên Cung cũng đang xảy ra trận chiến khốc liệt. Tôn Ngộ không dễ dàng dùng sức một mình cần mấy chục tên ám hồn, cậu ta đột nhiên cảm thấy có chuyện chẳng lành. Biết đám người Đường Tam Tạng xảy ra chuyện, cho nên cậu càng thêm gấp rút, phải mau chóng giải quyết chuyện bên này. Về phía Sát Tâm, hắn chỉ đứng một chỗ vung tay cũng dễ dàng triệt hại nhiều kẻ địch. Bây giờ Tam Nhãn Thần Tướng đã trở về, toàn bộ ám hồn đều hiện thần, thời cơ đã tới, hắn giao kiếm của Đế Tích Thiên cho Tôn Ngộ không. Dựa theo lời Chí Quốc Thiên nói, chỉ cần đem kiếm cắm ở nơi cao nhất Ngọc Hư Điện, liền có thể xoay chuyển thế cục trước mắt. Tôn Ngộ không tự tin đáp lại, có cậu ở đây, không có chuyện gì không giải quyết được. Cậu lập tức lao tới chỗ cao nhất, ám ảnh thiên đế rất không thích điều này, lão ra lệnh cho ngăn cản Tôn Ngộ không lại. Cả đám nghe vậy liền đuổi theo, có thể nói rằng toàn bộ sự chú ý lúc này đang hướng về Tôn Ngộ không. Tên Thiên Cang Tinh nhanh chóng truy đuổi theo vậy nhưng lập tức bị Sát Tâm chặn lại. Nhiều lần bị dây dưa, hắn ta vô cùng tức giận, hắn lao tới tấn công Sát Tâm. Sát Tâm nhận ra thực lực kẻ này đã mạnh hơn trước, chỉ sau thoáng chốc, hắn ta đã túm được Sát Tâm rồi ném xuống đất. Hắn mỉa mai, không ngờ vị đại thần số 1 số 2 thiên giới lại không đỡ nổi một chiều. Sát Tâm chậm rãi đứng dậy, bộ mặt khá tức giận cùng khinh thường. Nhìn thấy thái độ đó, Thiên Cang Tinh càng tức giận, gã quyết định sử dụng tới con át chủ bài, đánh ra chiêu thức địa ngục tà thần, tà thuật ác ma trong truyền thuyết, triệu hóa vô số gai nhọn cùng ngọn lửa nóng rực. Sát Tâm nhanh chóng lao lên không trung né tránh vậy nhưng lập tức bị bao vây lại. Thiên Cang Tinh cho biết đây là biển lửa địa ngục đặc biệt bố trí cho thiên thần. Cho dù bản thân Sát Tâm có thiên thủ thiên nhãn thì cũng khó thoát khỏi cái chết. Rất nhanh sau đó Sát Tâm cũng bị gai nhọn khóa chặt lại. Bị chúng chiêu này coi như chết chắc, cho nên Thiên Cang Tinh lập tức cười lớn. Giết chết Sát Tâm chính là niềm kiêu ngạo lớn nhất của hắn. Tuy nhiên, niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì đã bị dập tắt. Sát Tâm qua đâm nhanh chóng phá kén thoát ra ngoài. Đồng thời công nhận, triệu hoán tà thần tượng đúng là pháp thuật rất cổ xưa, vậy nhưng mà cổ xưa chưa chắc đã tốt. Thế hệ thiên thần bọn hắn sớm đã vượt qua dị vãng, đã tiến hóa rồi, gai nhọn chậm rãi bị bức lùi. Hắn chỉ cần thốt lên một câu không thích, đã dễ dàng dập tắt núi đao biển lửa trước mặt, thậm chí còn phản kích lại Thiên Cang Tinh. Về phía Tôn Ngộ không, cậu ta đang là tâm điểm được chú ý tới, đi tới đâu cũng đều có mấy chục tên ám hồn bám đuôi ngăn cản. Ngay cả Nguyên Tông cũng cảm thấy hứng thú, diệt trừ Tôn Ngộ không chính là chiến công hàng đầu để hắn trở thành thiên giới thần tướng. Hắn ta định lao tới tấn công thì Tam Nhãn Thần Tướng đã lên tiếng, cứ nghĩ rằng khoảng thời gian cùng nhau tác chiến năm đó là tuyệt vời nhất. Vậy nhưng không ngờ rằng đối với Nguyên Tông lại là một sự sỉ nhục. Chứng kiến từng người một rời đi, mỗi một lần như thế đều khiến cho Tam Nhãn vô cùng đau lòng. Hắn thường tiếc cho Nguyên Tông của quá khứ, vậy nhưng kẻ trước mặt bây giờ chẳng qua là một cô ám hồn hành thi mà thôi. Nguyên Tông tức giận lao tới động thủ, Tam Nhãn cũng bộc phát chiến lực, lấy lại trường thương rồi mạnh mẽ tuyên bố. Bởi vì từng là bằng hữu vậy nên sẽ giúp làm mối chuyện cuối cùng, đó là kết thúc cho hắn ta. Nói tới đây, Tam Nhãn Thần Tướng cũng sử dụng tới đại tuyệt chiêu Thiên Trù. Chính kỹ năng này đã từng khiến Tôn Ngộ không phải ăn hành, Nguyên Tông phải chật vật chống cự. Một đường chạy tới nơi cao nhất,
Tôn Ngộ Không liên tục bị vây công. Cũng may có sự hỗ trợ đến từ Sát Tâm, Tàm Nhãn, các vị Kim Cang, Chỉ Quốc Thiên lẫn Thiên Bình Thiên Tướng. Sau một hồi di chuyển, cậu cũng tới được nơi cao nhất, lấy ra thanh kiếm rồi cắm xuống. Hành động này là vì chính nghĩa của thiên giới. Từ vị trí thanh kiếm lập tức bộc phát ra một luồng hào quang khổng lồ, chiếu rọi mọi thứ xung quanh. Toàn bộ ám hồn ở quanh đều bị đẩy lùi, ánh sáng chính nghĩa lần nữa được xuất hiện. Điều này làm cho ám ảnh thiên đế không vui. Không chỉ ở thiên giới mà giới nhân gian cũng được luồng ánh sáng chiếu rọi, đám yêu quái thế vậy hoảng hốt bỏ chạy. Tiểu Vũ may mắn giữ lại được cái mạng. Một giọng nói già nua cùng quen thuộc vang lên xua tan hết bóng tối. Người xuất hiện từ trong màn ánh sáng đó không ai khác chính là Đế Thích Thiên. Có thể nói rằng, hiện tại đang có hai phiên bản đối lập của Đế Thích Thiên, một kẻ là bóng tối, người còn lại là ánh sáng. Đế Thích Thiên khen ngợi, danh hiệu thần phải gánh vác lấy trách nhiệm tương xứng, nếu ngay cả thần cũng sa đọa, thế gian này làm sao cân bằng được. Bây giờ sức mạnh của ám hồn đã bị khắc chế, ám ảnh thiên đế tức giận không thôi, thế mà lão gia đầu bên kia vẫn chưa tan biến. Đế Thích Thiên thản nhiên đáp lời, may mà quang hồn thiên giới vẫn chưa từ bỏ. Thật là vất vả cho hộ pháp thiên giới, thiên vương, thần tướng, Tôn Ngộ Không và chúng thiên quân tướng sĩ rồi. Chỉ một lời nói như vậy đã ẩn chứa uy lực không tả nổi, ánh sáng chiếu tới đâu, thương thế khôi phục tới đó. Lão ta cũng không quên cảm ơn Tôn Ngộ Không, cậu và Như Lai đều đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tương lai thiên giới đều nhờ vào hai người rồi. Lời vừa mới dứt, cả hai bên cũng lao vào nhau động thủ, trận chiến lại tiếp tục nổ giảm. Mặc dù mọi thứ xảy ra không thuận lợi như dự tính, vậy nhưng ám ảnh thiên đế vẫn không quá lo lắng, lão vẫn còn cách cứu vãn thế cục. Lão nhanh chóng hạ lệnh rút lui, mục tiêu tiếp theo đi tới đó chính là Tam Tôn Điện. Tôn Ngộ Không nhìn thấy lão già kia định chuồn liền đuổi theo, vậy nhưng bị Côn Sa Môn Thiên ngăn cản. Lão ta vô cùng tức giận, trận đấu giữa hai người vẫn chưa kết thúc, chỉ thiếu chút nữa là có thể tự tay hàng phục Tôn Ngộ Không rồi. Hai người nhanh chóng lao vào nhau chiến đấu, ăn miếng chạm miếng liên tục. Tuy nhiên kết quả lần này đã khác, người giành được chiến thắng chính là yêu hầu Tôn Ngộ Không. Côn Sa Môn Thiên bị bổ cho rơi xuống đất. Trong thời gian đó, đám người ám ảnh thiên đế đã rút lui an toàn. Nơi này chính là Tam Tôn Điện, đứng trước sự tấn công mạnh mẽ, thỉnh cầu trợ giúp của ngài ấy mới là sách lược vẹn toàn. Bên trong tòa cung điện là không khí vô cùng âm u, bây giờ thức tỉnh sẽ sớm hơn so với kế hoạch. Vậy nhưng ám ảnh thiên đế vẫn tin tưởng ngài ấy sẽ tha thứ. Dù sao ngài ấy cũng là giáo tổ của toàn thể ám hồn. Ngồi được gọi với cái danh xưng ngài ấy chính là Nguyên Thủy Ngọc Tôn. Sự xuất hiện của kẻ này sẽ mở ra một trường mới cho thiên giới. Và mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào, chúng ta hãy đón chờ phần tiếp theo nhé. Tập phim tới đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng kênh trong suốt thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau.